Trong những năm gần đây, tích cực độc hại là cái chủ đề mà đang rất là phổ biến. Chúng ta đang ở trong một cái hoàn cảnh là phương tiện truyền thông, mạng xã hội và cả những người xung quanh chúng ta luôn khuyến khích chúng ta phải luôn suy nghĩ và hành động tích cực, ngay cả khi đối mặt với những khó khăn và thử thách trong cuộc sống. Tuy nhiên, sự tích cực quá mức có thể trở thành độc hại, gây ra những cái tác động tiêu cực đến sức khỏe tinh thần của chúng ta. Tích cực độc hại là gì? Là một thuật ngữ được sử dụng để mô tả những cái quan điểm và hành vi tích cực được thúc đẩy bởi sự mong muốn tránh những cảm xúc tiêu cực. Những người ủng hộ tích cực độc hại thường tin rằng chúng ta nên luôn suy nghĩ và hành động tích cực, ngay cả khi không có cơ sở thực tế. Họ thường đưa ra những lời khuyên như là: hãy luôn lạc quan đi, dù có chuyện gì xảy ra, bạn có thể đạt được bất cứ điều gì nếu bạn đặt tâm trí vào đó. Bạn không nên nghĩ về những điều tiêu cực, làm cho chúng ta cảm thấy mình không đủ tốt khi chúng ta luôn bị thúc ép và luôn vui vẻ, tích cực. Chúng ta có thể bắt đầu cảm thấy mình không đủ tốt nếu không thể đạt được những cái điều mà mọi người mong muốn. Che giấu những cảm xúc tiêu cực là một cách mà khiến chúng ta cảm thấy xấu hổ, tội lỗi khi có những cảm xúc tiêu cực. Gây ra căng thẳng và cái sức là tích cực độc hại có thể khiến chúng ta cảm thấy áp lực là phải luôn tích cực ngay cả khi chúng ta không muốn điều đó. 5 cách tích cực độc hại có thể làm tổn thương sức khỏe của bạn. Dựa trên video là 5 ways positivity can hurt your mental health, chúng ta có thể thấy 5 cách tích cực độc hại có thể làm tổn thương sức khỏe tinh thần như sau. Thứ nhất, đó là nói dối bản thân và người khác. Một trong những biểu hiện của tích cực độc hại là chúng ta thường nói dối bản thân và người khác về cảm xúc của mình. Và khi mà chúng ta gặp phải một vấn đề khó khăn trong cuộc sống, chúng ta có thể nói với bản thân rằng chúng ta sẽ vượt qua nó ngay cả khi chúng ta không thực sự tin vào điều đó. Chúng ta cũng có thể nói với người khác rằng chúng ta đang ổn ngay cả khi chúng ta không cảm thấy như vậy. Việc nói dối về cảm xúc của mình có thể khiến chúng ta cảm thấy xa cách với bản thân và những người xung quanh. Thứ hai, đó là bỏ qua những cảm xúc tiêu cực, vì có thể khiến chúng ta cảm thấy xấu hổ hoặc là tội lỗi khi có những cảm xúc tiêu cực như là buồn bã, tức giận, sợ hãi, lo âu. Thứ ba là so sánh bản thân với người khác. Tích cực độc hại có thể khiến chúng ta tập trung quá nhiều vào những thành công của người khác và so sánh bản thân với họ. Thứ tư là áp lực bản thân phải luôn thành công. Tích cực độc hại có thể khiến chúng ta cảm thấy áp lực lâu dài là phải luôn thành công hoàn hảo. Thứ năm, đó là giảm thiểu tầm quan trọng của những cảm xúc tiêu cực. Tích cực độc hại có thể khiến chúng ta giảm thiểu tầm quan trọng của nó, cũng như là những cái cảm xúc mà chúng ta có. Những cảm xúc tiêu cực là một phần bình thường của cuộc sống, chúng ta không thể tránh khỏi. Nhưng vì thay vì giảm thiểu tầm quan trọng của chúng ta cần chấp nhận và đối mặt với chúng một cách lành mạnh. Một ví dụ về bản thân mình nhé, khi mà mình bị phát hiện là mình có một khối u trong người, cho dù được chẩn đoán là khối u lành nhưng vẫn phải đi kiểm tra lại và tham khảo từ các bác sĩ khác xin ý kiến để có thể phòng ngừa những cái diễn biến xấu. Thì trong trường hợp mà bạn bị phát hiện ra một khối u lành hay là một bệnh nào đó thì việc bạn lo lắng tìm hiểu thông tin từ nhiều nguồn khác nhau là một cái chuyện hoàn toàn bình thường. Khối u lành có thể không gây nguy hiểm ngay lập tức, nhưng nó vẫn có thể phát triển thành một khối u ác tính trong tương lai. Việc bạn đi kiểm tra lại và tham khảo ý kiến từ các bác sĩ là cách để bạn chủ động phòng ngừa những diễn biến xấu có thể xảy ra. Và những lời khuyên như là u lành thì có gì đâu, hãy đầy người bị sao mà phải lo lắng như muốn chết, lạc quan đi, là những lời khuyên tích cực độc hại. Những lời khuyên này có thể khiến bạn cảm thấy xấu hổ, tội lỗi khi có những cảm xúc tiêu cực như là lo lắng, bồn chồn. Một ví dụ khác như là gần đây mình có cảm giác rất là chơi vơi, kiệt quệ tinh thần trong công việc do một vài lý do như là làm việc nhóm không được hiệu quả, cách quản lý mới thay đổi không phù hợp với tính cách của mình, dẫn đến cái tình trạng mà mình mất động lực trong công việc và chính mình đã không dám than phiền vì nghĩ rằng tất cả những người xung quanh, đồng nghiệp, sếp đều không than phiền thì lý do gì mà mình có thể nghĩ sang cái chiều hướng tiêu cực và phải luôn chăm chỉ làm việc hết mình. Áp lực lo âu kiểu dạng như con người ta bị dồn vào chân tường ấy, và lúc đó thì mới tá hỏa nhận ra là không còn lối thoát nữa. Thì đấy là một cái ví dụ điển hình của tích cực độc hại khi che giấu những khuyết điểm, những khó khăn để gồng mình gánh chịu mọi áp lực thay vào tìm các biện pháp giải thoát hoặc là ngăn ngừa, ít ra là có thể sống thật với cảm xúc lo âu buồn phiền. Tương tự như vậy, việc chúng ta luôn bị truyền thông này, mạng xã hội thao túng một cách phải luôn mạnh mẽ, kiên cường, tích cực, không được nản chí trong mọi trường hợp cũng là một dạng tích cực độc hại.
Những thông điệp này có thể khiến chúng ta cảm thấy áp lực và là phải luôn mạnh mẽ, hoàn hảo đối với những người xung quanh và trải qua những cái khó khăn đấy. Sau đây thì là có một số cách để đối phó với tích cực độc hại, là chấp nhận rằng những cảm xúc tiêu cực là một phần bình thường của cuộc sống. Chúng ta không thể tránh khỏi những cảm xúc tiêu cực như là buồn bã, lo âu, tức giận hay là sợ hãi. Thay vì cố gắng che giấu những cái cảm xúc này, chúng ta nên chấp nhận chúng và đối mặt với chúng một cách lành mạnh hơn. Tìm kiếm sự hỗ trợ từ những người bạn bè, gia đình, đồng nghiệp hoặc chuyên gia đáng tin cậy. Chúng ta mà trải qua những khó khăn, việc chia sẻ những cảm xúc của mình với những người đáng tin cậy thì có thể giúp chúng ta cảm thấy tốt hơn và đối phó với những khó khăn một cách hiệu quả hơn. Hãy tự hào về bản thân ngay cả khi bạn không hoàn hảo. Mỗi người đều có những cái điểm mạnh này, điểm yếu riêng. Thay vì so sánh bản thân với người khác thì hãy tập trung vào việc phát triển bản thân và đạt được những mục tiêu mà bạn đã đặt ra. Việc đặt ra những cái mục tiêu quá cao, quá xa được mục tiêu này, thay vào đó hãy đặt ra những cái mục tiêu thực tế và có thể đạt được. Chúng ta có thể xây dựng một cuộc sống hạnh phúc và lành mạnh hơn bằng cách chấp nhận những cảm xúc tiêu cực của mình, tìm kiếm sự hỗ trợ từ những người khác và đặt ra những cái mục tiêu thực tế có thể đạt được. Mình mong rằng trong video ngày hôm nay thì có thể giúp ích được cho các bạn một phần nào đó để các bạn có một cái suy nghĩ về tích cực nhưng mà không độc hại, và có thể chia sẻ những cái cảm xúc của bản thân với những người mà bạn tin tưởng. Và nếu như bạn có comment hay feedback gì để có thể trải qua những cái giai đoạn khó khăn trong cuộc sống, hay là cách để có thể trải qua được những cái tích cực độc hại, các bạn có thể chia sẻ comment ở dưới bình luận với mình. Và mong rằng các bạn like và subscribe kênh channel, kênh YouTube của mình, và có thể follow mình trên Facebook cũng như là vào trang web cá nhân của mình thulipsimple.com, tức là sống đơn giản. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.